Thưa các bạn, trong chiến tranh Việt Nam, đứng trước nguy cơ thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt thì chính quyền Mỹ đã cử một phái đoàn quân sự cao cấp do Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara trực tiếp sang để thị sát chiến trường Nam Việt Nam, đồng thời cũng để hoạch định kế hoạch chiến tranh mới. Trái ngược với sự chào đón rất nồng nhiệt của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì quân giải phóng đã chào đón phái đoàn này bằng một vụ ám sát. Tuy nhiên thì giữa thủ đô Sài Gòn được thắt chặt an ninh với dày đặc mật thám và cảnh sát thì kế hoạch ám sát này của quân giải phóng đã không thành công. Những người trực tiếp tham gia ám sát là anh Nguyễn Văn Trỗi đã bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xử bắn. Trong video hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vụ ám sát khi xưa và thăm cái nơi an nghỉ của anh Nguyễn Văn Trỗi hiện nay. Bây giờ thì xin mời các bạn theo dõi video. Trước mặt chúng ta đây là xa lộ Hà Nội. Đối diện bên kia đường là tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên. Từ đây về trung tâm chợ Bến Thành khoảng 17 cây số và về cầu Đồng Nai khoảng tầm 4 đến 5 cây. Cầu Đồng Nai thì ở đằng này. Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thì cũng nằm trước mặt tiền của xa lộ Hà Nội. Và nơi đây chính là nơi an nghỉ của anh Trỗi. Nghĩa trang này thì được xây dựng từ năm 1977 và có diện tích khoảng 30 hecta. Hiện nay thì trong nghĩa trang này có hơn 14.000 ngôi mộ liệt sĩ. Đây là quang cảnh của cái cổng chính đi vào một khoảng sân rất rộng. Từ đây mà đi về hướng Đồng Nai khoảng tầm 2 cây số thì sẽ đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa của Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. Bây giờ nghĩa trang đấy nó ở chỗ này, gọi là nghĩa trang nhân dân Bình An. Lối vào khu tượng đài chính, hai bên trồng rất nhiều cây cảnh. Anh Nguyễn Văn Trỗi sinh năm 1940 ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 16 tuổi thì anh vào Sài Gòn và làm thợ điện. Tiếp đó thì anh làm công nhân của nhà máy điện Chợ Quán. Năm 1963 thì anh Trỗi được một người anh họ là cùng thôn Thanh Quýt, Quảng Nam nhận vào tổ biệt động Sài Gòn. Cùng tổ với anh Trỗi còn 3 người nữa. Biệt động Sài Gòn là tên của lực lượng đặc công quân giải phóng miền Nam. Lực lượng này thì có nhiệm vụ là chủ yếu tập kích các cơ sở của quân đội Hoa Kỳ cũng như Việt Nam Cộng Hòa trong đô thị Sài Gòn. Các cái trận đánh nổi tiếng của biệt động Sài Gòn có thể kể đến là Tết Mậu Thân năm 1968. Vào cái năm đó thì biệt động Sài Gòn khoảng gần 90 chiến sĩ đã chia làm 5 cánh quân tấn công những cơ quan rất quan trọng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Mỹ. Ví dụ như là Phủ Tổng thống, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh. Vì là chiến đấu đơn độc ở trong lòng thành phố và không được chi viện thì lực lượng biệt động Sài Gòn là bị thiệt hại rất nặng trong cái trận đánh năm đó. Gần như là bị hy sinh toàn bộ. Nổi tiếng nhất là cái trận đánh Đại sứ quán Mỹ. 17 chiến sĩ biệt động thì 16 người hy sinh. Cũng trong năm 1963 thì anh Trỗi quen chị Quyên làm công nhân ở hãng bông Bạch Tuyết. Và hơn một năm sau thì hai anh chị làm đám cưới. Chị Quyên có quê nội là ở thôn Văn Giáp, Thường Tín, Hà Nội ngày nay. Về diễn biến của cái vụ đặt mìn để ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì từ những năm 60, lúc này thì trên chiến trường miền Nam có nhiều cái biến chuyển.
tháng 11 năm 1963 xảy ra vụ đảo chính anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau đó thì tướng Nguyễn Khánh lại thực hiện cuộc chỉnh lý lên nắm quyền. Trong chính trường miền Nam thì liên tiếp xảy ra những cái vụ biểu tình. Quân giải phóng trên chiến trường miền Nam lúc đó thì đang phát triển và dần lớn mạnh. Những cái cuộc đụng độ giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng trên chiến trường thì phần thắng thường nghiêng về phía quân giải phóng. Những cái ấp chiến lược thuộc cái kế hoạch là bình định miền Nam trong 18 tháng nhằm tách quân giải phóng khỏi các khu dân cư của phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa là cũng không thành công. Đứng trước cái bối cảnh đó thì phía Mỹ đã cử một phái đoàn quân sự cao cấp do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara dẫn đầu sang thị sát chiến trường Nam Việt Nam. Đồng thời thì để chuẩn bị cho cái kế hoạch hoạch định những cái chính sách chiến tranh tiếp theo. Biết được cái phái đoàn quân sự của Mỹ sang Việt Nam đó thì vào tháng 5 năm 1964, lực lượng biệt động Sài Gòn liền vạch kế hoạch để thực hiện vụ ám sát. Khi đó thì cái tổ biệt động được giao nhiệm vụ là tổ của anh Nguyễn Văn Trỗi và ba người đồng hương khác. Đi hết cái khoảng sân thì đến chỗ này là tới trung tâm của Nghĩa Trang. Thiết kế của Nghĩa Trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thì giống như một cái quạt giấy xòe. Phía sau kia chúng ta thấy là một bức phù điêu lớn và một pho tượng bằng đá. Pho tượng này thì là hình tượng của một người mẹ, hai tay đang nâng cái khăn. Tiếp tục nói về vụ ám sát thì tổ biệt động Sài Gòn của anh Nguyễn Văn Trỗi lên kế hoạch là đặt mìn nhằm phục kích trên cái đường di chuyển của phái đoàn quân sự cao cấp Mỹ. Sau khi nhận mìn từ căn cứ thì cái quả mìn này được ngụy trang trên một cái xe ba gác chở vật liệu xây dựng, và các thành viên tổ biệt động đã đưa cái quả mìn này đến cất giấu ở đầu cầu Công Lý. Hiện nay cái vị trí quả mìn ngày xưa đặt nó là khu vực của cổng chùa Vĩnh Nghiêm, nằm ở đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía quận 3. Buổi sáng sau khi cất giấu quả mìn thì ngay tối hôm đó, các thành viên biệt động là đã thực hiện việc đấu nối dây điện vào quả mìn. Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này thì anh Trỗi là ban đầu không được tham gia đâu, bởi vì là anh mới lập gia đình và cái việc phục kích đặt mìn đó được các thành viên khác đảm nhiệm. Anh Trỗi chỉ có nhiệm vụ là kiểm tra về vấn đề kỹ thuật đấu nối dây. Nhưng mà đến cái giờ xuất phát thực hiện việc đặt mìn thì một thành viên là bị kẹt xe, do đó đến chậm. Trước cái yêu cầu tha thiết và muốn được thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ cái nguy hiểm và khó khăn cùng những đồng đội, thì anh Trỗi tham gia cái trận đánh đó trong cái bối cảnh như vậy. Hai bên khu vực tượng đài ở trong Nghĩa Trang thì thấy trồng cái cây này, quả nó tròn tròn giống như quả bưởi. Đó là cây tha la. Tôi đi một số nơi ví dụ như Nghĩa Trang hay là đền chùa, những công trình tâm linh ở trong miền Nam này thì cái cây này được trồng khá phổ biến. Một ngày đầu tháng 5 năm 1964, sau khi đã chôn giấu quả mìn đúng theo kế hoạch thì ngay buổi tối hôm đó, tổ biệt động Sài Gòn của anh Nguyễn Văn Trỗi là thực hiện việc đấu nối dây điện để hoàn tất những cái công đoạn cuối cùng. Một thành viên khác tên là Nguyễn Hữu Lời đã lội xuống kênh và giải dây điện từ cái vị trí cách cầu Công Lý khoảng hơn 100m. Còn anh Trỗi thì có nhiệm vụ là đứng chờ và chuẩn bị xe máy, là sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chở đồng đội đi. Nhưng mà cái buổi tối hôm đó thì nước thủy triều nó xuống thấp, do đó thì cái việc ẩn mình dưới làn nước là không thực hiện được, một nửa người phải trồi lên. Và anh Lời đó đã dùng dây rau muống để quấn quanh người và trườn trên mặt bùn. Cái việc mà đi trên bùn cạn đó nó đã phát ra tiếng động, gây sự chú ý của một người lúc đó cũng đang có mặt ở dãy cầu tiêu công cộng. Và cái người này phát hiện ra có sự bất thường thì đã báo cảnh sát.
Khi đó cảnh sát quốc gia họ đã đến và bắt được anh Trỗi. Còn anh Lời sau khi đấu nối dây điện xong, trên đường quay trở về bờ thì phát hiện ra sự việc, định trốn đi nhưng cũng không thể thoát được. Như vậy thì tổ thành viên biệt động của anh Trỗi 4 người, có 2 người bị bắt. 2 thành viên còn lại sau khi mà thấy đồng đội bị bắt cũng định vào giải cứu, nhưng lúc đó là dân chúng đổ ra đông nên là cái việc sử dụng vũ khí để giải thoát 2 đồng đội là cũng không thực hiện được. Ban đầu thì anh Trỗi và anh Lời là được đưa về nha cảnh sát Đô Thành, nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo. Trong cái quá trình giam giữ ở đó thì anh Trỗi đã nhảy lầu nhằm mục đích là trốn thoát, nhưng mà do bị thương ở chân thì lại bị bắt lại. Và lần này thì phía chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã giam anh Trỗi ở khám Chí Hòa. Sau khi bắt được anh Trỗi và anh Lời, trong quá trình thẩm vấn thì anh Trỗi đã nhận hết trách nhiệm về mình. Cơ quan tòa án quân sự của Việt Nam Cộng Hòa đã kết án anh Trỗi án tử hình, còn anh Lời thì là 20 năm tù. Chính quyền của tướng Nguyễn Khánh khi ấy là rất muốn đẩy nhanh cái việc thi hành án anh Trỗi, nhưng mà do tình hình rối ren trong nước, liên tiếp các cái cuộc binh biến, rồi là phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên diễn ra, nên là buộc phải rời cái ngày thi hành án anh Trỗi lại. Cuối cùng thì đến sáng ngày 15 tháng 10 năm 1964, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng đưa anh Trỗi ra để thi hành án tử hình. Cái vị trí mà thi hành án với anh Trỗi là ở trong sân sau của khám Chí Hòa. Lúc mà thi hành án tử hình thì anh Trỗi từ chối dùng cái khăn để bịt mắt. Nhưng mà rồi cuối cùng thì phía thi hành án người ta vẫn bịt mắt anh Trỗi lại. Anh Trỗi hy sinh là vào lúc khoảng tầm 10 giờ sáng. Và chiều hôm đó thì thi thể của anh được phía Việt Nam Cộng Hòa đưa về nghĩa trang lính Cộng Hòa ở Gò Vấp. Nhưng mà vì anh là Việt Cộng nên là không được chôn cất ở đó. Sau đó thì họ đã đưa anh sang nghĩa trang Đô Thành. Ngày nay nó là công viên Lê Thị Riêng ở quận 10 đấy. Về chính quyền thì lúc đó họ không thông báo cho gia đình anh Trỗi để nhận xác đâu. Mà vợ anh Trỗi là chị Quyên cùng với lại gia đình sau khi mà đọc báo thì mới biết được tin tức là anh Trỗi chôn cất ở nghĩa trang Đô Thành. Khi mà lên đến nơi thì thấy có một số những ngôi mộ mới, không biết là mộ nào của anh Trỗi. Dựa vào cái tục là mở cửa mả 3 ngày thì sau đó gia đình cũng đã xác nhận được mộ anh. Mộ anh Trỗi để ở nghĩa trang Đô Thành đến năm 1967 thì gia đình mới chuyển anh về nghĩa trang Văn Giáp ở Rồng Ông Tố, quận 2 bây giờ. Lại nói về cái làng Văn Giáp, đó chính là quê nội của chị Quyên, vợ anh Trỗi. Làng Văn Giáp thì hiện nay thuộc Thường Tín, Hà Nội. Khi xưa thì vào những năm 1950, làng Văn Giáp là người ta đi làm ăn các nơi và có đến hàng nửa làng đã có mặt ở Sài Gòn. Sau đó thì hội đồng hương tương tế của làng Văn Giáp đã mua đất ở khu vực Rồng Ông Tố làm cái nơi nghĩa trang để chôn cất những người con của Văn Giáp. Anh Trỗi thì khi đó là quê ở Điện Bàn, Quảng Nam. Việc mà đưa anh về nghĩa trang Văn Giáp là do bà con cũng như là bên phía vợ. Cái việc mà đưa anh Trỗi từ nghĩa trang Đô Thành quận 3 về nghĩa trang Văn Giáp đó cũng cả một vấn đề đấy. Khi xưa thì người ta cũng đã gây một số những cái khó dễ nhất định. Nhưng mà gia đình chị Quyên là cũng phải nói khác đi, là trùng tên chứ không dám nói trực tiếp đó là anh Trỗi. Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 thì mộ anh Trỗi vẫn ở nghĩa trang Văn Giáp. Sau này chính quyền thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh là cái khu vực hiện nay, cũng có đề nghị gia đình là chuyển anh Trỗi về nghĩa trang mới,
Nhưng mà khi đó thì gia đình là vẫn muốn anh ở lại cái nghĩa trang Văn Giáp chứ chưa muốn rời đi. Rồi mãi đến tận năm 2018, được sự đồng ý của gia đình và chính quyền đã đưa anh Trỗi từ nghĩa trang Văn Giáp về cái khu này. Nói đến anh Trỗi thì chúng ta không thể không nhắc đến chị Quyên là người vợ của anh. Chị Quyên thì khi lập gia đình với anh Trỗi là mới 19 tuổi và hai người ở với nhau được khoảng hơn một chục ngày thì anh Trỗi bị bắt. Và tính từ cái thời điểm hai người làm đám cưới đến lúc anh Trỗi bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xử bắn thì chỉ có 6 tháng thôi. Sau ngày anh Trỗi mất, chị Quyên cũng tham gia lực lượng quân giải phóng và tiếp đó thì chị được cử ra Hà Nội để đi học. Trong quá trình học ở Hà Nội thì chị có quen và sau đó lập gia đình với lại một người cũng là cán bộ của Trung ương Cục miền Nam. Sau ngày thống nhất đất nước thì chị Quyên cũng chuyển về sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và mất tại đây. Cái giai đoạn mà đưa anh Trỗi từ nghĩa trang Văn Giáp về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh này là chị Quyên cũng có đến. Lúc đó thì chị cũng đã già yếu. Có lẽ là tôi gọi chị Quyên và anh Trỗi thì có khi nhiều bạn lại bảo tôi là hỗn. Thực sự thì với tuổi của anh Trỗi, chị Quyên còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ tôi cơ. Có thể gọi bằng bác. Nhưng mà tôi muốn xưng hô ở cái góc độ là khi anh chị còn trẻ, thời chiến tranh, lúc còn đang thanh niên sung sức và đầy nhiệt huyết. Ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thì việc sắp xếp những ngôi mộ là khác với lại những nghĩa trang mà chúng ta thường thấy. Thay vì là để các ngôi mộ theo từng hàng ngang, hàng dọc đều tăm tắp thì ở đây những mộ liệt sĩ được sắp xếp theo từng nhóm quây quanh một cái vòng tròn. Ở giữa kia thì trồng một cái cây. Rất là khác biệt. Ví dụ như chỗ này, khu trung tâm. Một cái vòng tròn to, rộng và bao quanh ở trong là những vòng tròn nhỏ nữa. Những ngôi mộ được sắp xếp giống như là ngồi quanh một cái bàn hội nghị vậy. Sát bên cạnh tượng đài trung tâm thì chỗ này có một khu mộ. Nhìn xa thì những ngôi mộ ở đây được ốp những tấm đá màu nâu. Phía trước lối vào là hai cái cây đang ra quả. Và nơi này chính là nơi an nghỉ của anh Trỗi đây các bạn ạ. Sau khi thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ thì chúng ta lại tiếp tục. Có thể nói khu vực này là nơi chôn cất những liệt sĩ tiêu biểu. Có khoảng gần 60 ngôi mộ liệt sĩ ở đây. Hầu hết những liệt sĩ đều được đặt tên cho những con đường ở Việt Nam. Chỗ này cái bảng ghi là liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo. Các bạn đọc lịch sử có thể biết là Đại tá Phạm Ngọc Thảo là một sĩ quan quân đội của cả hai phía. Trong cái quá trình làm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng đã thực hiện một số cuộc đảo chính nhưng mà bất thành và bị sát hại. Đi sang bên trái đây. Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Trỗi. Đây là mộ anh Trỗi các bạn ạ. Và cái tấm hình ở trên bia mộ này là chụp lúc người ta đưa anh ra pháp trường để xử bắn.
ngôi mộ bình thường như bao ngôi mộ khác. Cạnh mộ anh trỗi đây là liệt sĩ Quách Thị Trang, cũng là một liệt sĩ khá nổi tiếng, bởi vì là trong cái giai đoạn đấu tranh phong trào sinh viên học sinh thì liệt sĩ Quách Thị Trang đã bị cảnh sát quốc gia bắn chết ở cái khu vực trước cửa chợ Bến Thành. Sau đó thì cái khu vực đó người ta đặt tên là Quảng trường Quách Thị Trang đấy. Trong nội dung video hôm nay thì tôi không thể kể hết về những liệt sĩ ở đây được và chủ yếu chỉ nói về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi thôi. Cầu Công Lý nơi anh Nguyễn Văn Trỗi đặt bom ngày xưa thì hiện nay vẫn mang cái tên cũ. Tuy nhiên thì cái con đường ở hai bên đầu cầu đã có sự thay đổi. Xưa kia thì thời Việt Nam Cộng Hòa, cái đoạn đường hai bên cầu Công Lý đều gọi là đường Công Lý. Tiếp đó thì đến năm 1963, cái đoạn đường mà từ chỗ cầu Công Lý về đến đường Hoàng Văn Thụ hiện nay được đổi tên là đường Cách Mạng ngày mùng 1 tháng 11, tức là đặt theo cái sự kiện đảo chính Việt Nam Cộng Hòa năm 1963. Tiếp đó thì đến năm 1975, chính quyền đã đổi tên đường Công Lý và đường Cách Mạng mùng 1 tháng 11 thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau đó thì đến năm 1985, cái đoạn đường mà từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ là đi ngược về phía sân bay Tân Sơn Nhất mới được đổi tên là đường Nguyễn Văn Trỗi và tồn tại cho đến hiện nay. Cái cầu Công Lý cũng là cái nơi giáp ranh giữa hai quận Phú Nhuận và quận 3. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về vụ ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara năm 1964 khi xưa. Người trực tiếp đặt bom trên cầu Công Lý ám sát McNamara đó là chiến sĩ biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Trỗi. Vụ ám sát không thành và anh Trỗi bị bắt, sau đó thì bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xử bắn. Hiện nay thì mộ liệt sĩ Trỗi đang được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở thành phố Thủ Đức. Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.